phụ kiện điện thoại ngon vừa rẻ. Xin chào tất cả các bạn này. Thực sự rằng là các bạn nhiều khi lúc mình livestream, lúc mình gọi điện thì các bạn cứ bảo là anh ơi anh đẹp trai thế. Thực ra mình nói thật là các bạn đừng khen nữa, mình thật đẹp trai khổ lắm các bạn ạ. Bố tổ chức cha mình vừa đi đường ở cái đường Lê Thanh Nghị kìa, gặp một thằng nó đi qua, mẹ nó đi đi kiểu đéo nó vỗ nó dái mình, thì vậy vỗ dính vô tình thôi, nó còn bóp phát thịt con mẹ. Mình quay ra mình đang định chửi nó nhưng nghĩ lại bảo thì vậy, bảo là bây giờ mà thì vậy quay ra bảo là thì vậy mày vừa vỗ dái lại thì lại rất là mất lịch sự đúng không? À, tôi ngậm ngùi về về nhà thì tôi sờ may cũng còn nguyên hai hạt. Nhưng nói thật luôn là mà cái không biết là cậu đó là cố tình hay cố ý hay là vô ý, nhưng mà mình nói thật một câu, nói thẳng tưng một câu luôn nhá. Riêng cái thằng đấy mà qua mua củ cáp sạc phụ kiện điện thoại diên máy mình không bán đâu luôn. Chắc chuyển đổi tai nghe iPhone 7 là 208 về hàng rồi các bạn nhé. Củ diên 200, cáp diên 200, tai nghe diên của 7 là 550 về hàng rồi các bạn nhé. Xin chào.